vọng tất cả các bạn có thể giúp tôi được một nút chia sẻ ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ. Hàng về, hàng về. Ôi dồi, trẻ, trẻ các bạn kìa. Các bạn xem con ná của mình chèm kìa. Hả? À, bánh ngon nha. Đây, thử đánh với các thái có mượt lắm. Rồi chào ở nhà nha. À, trận đầu tiên trong 3 ngày này. Chắc chắn đánh rất là ngu thôi. Mình vừa chuyển nhà các bạn nha, vừa chuyển nhà cho nên là không lái tìm được á. Ủa? Ấy da, cái cài. Do mình cài như thế nào? Chất lượng hình ảnh như thế nào? Kinh lạ nhờ không? 3 ngày chạy được tới 10.000. Chạy được tới 10.000. Cảm giác thế nào đánh kêu khó như nào ấy nhờ. Đấy. Ngon quá, ngon quá. Rồi, chưa quen đâu, chúng ta super. Các bạn phải chơi từ quen rồi đã. Đấy, nó bị thật cái mồm á. Bắn được. Mình chưa quen thôi, mình mà quen từ từ. Con na này mình lúc thì vất mượt, lúc thì bị đỡ chiếu ạ. Trời ơi, tao đi thở mấy quả đó. Chơi luôn á. Ra chiếu nào. Các bạn toàn tính toán la bài la thành như vậy đấy. Từ quá, từ quá. Ui dồi. Thôi anh ơi. Cái cá này dễ mấy cá lắm các bạn này. Rất bảo này. Mang chiếu một rồi bị thật á. Hy vọng tất cả các bạn có thể giúp tôi được một nút chia sẻ ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ. Hàng về, hàng về. Trẻ các bạn kìa. Các bạn xem con ná của mình chèm kìa. Double kill.
Rồi rồi, qua. Qua thế nó mà thụt đấu thế. Được nghe. Win được. Ơ rồi. Win được ông Thảo ơi. Win được. Vâng. Đấy qua các bạn mới bá cái ra môi trình này linh khủng mai. Đấy. Bá ngay thân cái ghế đó các bạn. Bá ngay tử cái game đấy. Đó một lần nữa thì mình không biết ở diễn ngoài xin chúc tất cả các bạn của buổi tối được vui vẻ nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé đón buổi livestream của mình. Và mình nghỉ lái được 3 ngày thôi. Nên bên kia mình chơi lại cái cảm giác như là có một cái gì đấy là khá khó chơi ấy.